xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio nha bây giờ thì chúng ta nói sơ qua nội dung tập trước ở tập trước thì um, thạch thạo cứ lên uh, lên hạ thượng giới rồi lại xuống hạ giới rồi lại lên thượng giới thì ở tập hôm qua thì thạch thạo lên thượng giới rồi vô tình chứng kiến được cái cảnh mà cái khí hắc ám nó đã bao tỏa nó đã ăn mòn hết hơn 100 châu rồi sau đó thì người của tiên vực mới xuống uh, chân tiên của tiên vực xuống để um, kháng cự lại thạch thạo chứng kiến cái cảnh mà trương tiên tiên vực đánh nhau với cái sinh linh thần bí ở bên à, phía à, hắc ám thì hai bên đánh nhau một hồi thì à, có một cái giọt máu của bên sinh linh hắc ám bắn ra bắn trúng lên trên quần áo của thạch thạo chỉ là trúng lên quần áo thôi chưa có trúng vào da thịt mà hắn đã bị à, khi hắc ám gần như là bao quanh rồi do đó mà thạch thạo rút về hạ giới à, để tách cái giọt máu đó ra rồi nhờ chủ cấm khu bảo quản cái giọt máu đó Um, thì tính toán của chủ cấm khu là muốn cho Thạch Hạo sử dụng cái giọt máu này để tự hắc ấm hóa bản thân của mình để sau này có thể miễn dịch được nó. Sau đó thì Thạch Hạo mới lên hư thần giới để tìm Tinh Bích Đại gia cũng như Điểu gia để hỏi rõ hơn về cái hộp uh, gỗ mục kia là gì. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp tập 407 được mang tên là Cổ Bình của bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ tác giả Thần Đông diễn đọc Latshedew. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thảo giữ lại cái hầm gỗ mục Sau đó hắn thực sự an tâm Rồi không có chạy loạn nữa Hắn một lòng muốn tu vi của bản thân tăng lên Giúp bản thân trở thành cá chép hóa rồng Tình thế nguy cấp Thiên địa không cách nào bình yên được Không còn là thời đại hòa bình nữa Nếu như hắn là phạm nhân thì thôi đi Không có lựa chọn nào khác Nhưng mà thiên phú của hắn thực sự rất mạnh Nên có hy vọng để cuộc khởi Hắn bắt đầu hắc ám hóa Phía sau chính là đợt tính sổ máu tanh đáng sợ nhất từ trước tới nay đó chính là sự kêu gọi của tử vong ép người như muốn nghẹt thở. Ở niên đại này, chỉ cần là tu sĩ, ai cũng muốn tự bảo vệ mình, ai cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, từ đó thay đổi vận mệnh của chính mình. Thạch Hào bắt đầu khổ tu, dụng tâm tìm hiểu, nghiêng ngắm con đường của riêng mình, hắn muốn ở trong lúc loạn thế vẫn có thể cuộc khởi, để ngày sau tự bản thân tạo riêng một mảnh đất trời. Hắn phải sống sót qua cái trận náo động hắc ám, hắn phải bảo vệ người bên cạnh hắn phải che chở thạch thôn an ổn hắn không muốn nhìn thấy thân nhân chết thảm hắn không muốn nhìn thấy thế giới điêu tàn cuối cùng chỉ còn lại đứt cằn xương khô nhưng mà hắn không biết liệu hắn có thành công không tương lai rất tàn khốc hắn từng nhìn thấy được một góc của tương lai thực sự khó có thể tin được bởi vì bất kỳ lời tiên đoán nào cũng không có thể tin được không có chuyện đã xảy ra ai có thể xác định được chuyện sẽ đến hơn nữa năm đó khi hắn nhìn thấy một gốc của tương lai, kết cục không tốt cho lắm. Tuy rằng hắn còn sống nhưng phải gọi là thê lương, bất lực, vô cùng thê thảm. Bất luận là bao nhiêu năm đã trôi qua, hắn đều khó có thể quên lần đầu nhìn thấy một gốc tương lai tàn khốc kia. Trên thế gian này, vạn vật tuyệt diệt, tất cả mọi người đều chết, chỉ có hắn cô đơn còn sống. Ở sau lưng hắn là một gốc cây liễu cổ thụ cháy đen đã chết, ngoài ra không còn lại cái gì cả. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này thì trong lòng hắn đều đau đớn quặn thắt lại, khó có thể kiềm chế được cảm xúc. Đó là nỗi sợ hãi vô cùng của hắn ở kiếp này. Hắn không muốn tin, cũng không dám tin, hắn vẫn cho rằng có biện pháp nghịch chuyển kết cục. Sau này Thạch Hạo cũng gặp được một số nhân vật lợi hại, cũng từng thỉnh giáo bọn họ, ví dụ như Đại trưởng Lão Mạnh Thương Chính. Bọn họ vô cùng để ý, nói cho hắn biết rõ nếu không có chuyện xảy ra thì không tính là kết cục ngoài ra dựa theo phân tích của bọn họ dù cho chuyện kia trở thành sự thực thì thạch thảo cũng chỉ là nhìn thấy hình ảnh cuối cùng thôi bởi vì cuối cùng hắn đạp lên trên trời cao dẫm nát đỉnh cao của thần đạo khi hắn ra đi lần thứ hai sự tình kia có thể nói vẫn chưa kết thúc mà chuyện này lại càng làm cho thạch thảo khiếp đảm không có hình ảnh kết cục nếu như vậy thì tương lai của hắn phải trải qua cái giá gì chuyện này giống như là một cái bóng ma vậy thỉnh thoảng hiện lên trong lòng khiến cho hắn không thể an lòng Hắn muốn chừng chính trở thành kẻ cường đại để có thể xoay chuyển tất cả, nhất là lần đi thượng giới này. Hắn thấy được sinh linh hắc ám, nhìn thấy tiên vực xuất binh, hắn càng cảm thấy được đạo hạnh của hắn vẫn không đủ. Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa! Thạch thạo hét lớn trong đại hoang, âm thanh của hắn xé trách trời cao. Cũng may nơi đây cách xa thạch thung, nếu không những gợn sống đại đạo phát sinh và sẽ gây ra phiền toái lớn ngay rồi nhưng mà hắn nhanh chóng khống chế khiến âm thanh nhằm về phía vực ngoại chúng khuấy động ở trên bầu trời cao thạch hạo thở dài một hơi thổ địa của giới này quá mức yếu ớt với hắn không chú ý một chút sẽ có thể gặp phải đại họa sát sinh ngay nơi đây quả nhiên không phải là địa phương thích hợp để cho hắn tu hành không chỉ có đại đạo bị thiếu hụt mà vùng đất dưới chân của hắn cũng quá dễ bị sụp lúng đại đạo thiếu hụt đây là sự mài dũa đối với ta ta muốn bắt đầu từ bản thân mình lấy thương làm chủng, không ngừng đột phá trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà sân bãi ở đâu chắc chắn bây giờ? Thạch thạo nhầm về phía biên giới tám vực, nơi đó có thể giết thẳng tiến vào trong hỗn độn. Ở đó bảo táp mạnh mẽ, hư không bất ổn, hơi một chút sẽ phát sinh những khe hở hư không đủ dập tắt tu sĩ. Có lẽ nơi như vậy mới thích hợp cho hắn làm chỗ tu hành. Thà thảo nói được thì làm được, hắn xuyên thủng giới bích sát nhập vào hỗn độn, sau đó hắn dùng năng lượng bảo tố cuồng bạo nhất trợ giúp bản thân hắn tu hành hắn có cổ kính hắn có bí thuật hắn nắm giữ rất nhiều tuyệt thế bảo thuật hơn nữa hắn tự đi trên con đường của mình thứ hắn còn thiếu chính là năm tháng tẩy rửa sự tĩnh tâm để ngộ đạo thạch hạo dùng toàn thân lẫn tinh thần nhập vào biên giới bác vực nhưng mà cũng không thể chân chính xem như là hắn tu luyện vì thỉnh thoảng hắn vẫn đi đi về về thạch thôn hắn muốn tìm người luận bàn cứ sau mỗi một khoảng thời gian hắn sẽ trở về sau đó đến nhà lao tối tâm trong hư thần giới kiểm nghiệm thành quả những cái bình đất nung bị phong ấn kia sẽ cùng hắn chiến đấu kịch liệt. Cả mấy bức tượng đá bị xích sắt trói buộc cũng chiến đấu với hắn. Hơn nữa, có khi hắn lại đi đến cái vùng hoang vắng sinh mệnh cấm khu, những sự tra tấn của chủ cấm khu, chịu đựng sự phát tác của chiếc tiên chú. Mà gần nhất, hắn thậm chí còn bắt đầu tiếp xúc với máu hắc ám. Hắn biết là nguy hiểm, nhưng vẫn rèn luyện trên đại đạo mà tự thân hắn đã chọn lựa. Cái gì mà dạng cổ bất hủ, gì mà dĩnh hằng, tất cả đều đánh hết ta muốn kiếm chém dạng cổ đôi nắm đấm trấn áp tương lai cả cổ kim thạch thảo gầm nhẹ thề rằng hắn kiên định tin tưởng vào niềm tin của chính mình cái gì mà kiếm chém dạng cổ trấn áp tương lai cổ kim tình thú nhà ngươi trở lại đây cho ta tuổi cũng không còn nhỏ nữa đâu nên cưới vợ được rồi đó thạch thảo đang dỗng dạc vì bản thân mà dốc hết hơi sức phía sau lưng hắn lại có một giọng lầu bầu làm cho thân thể của hắn cứng lại như trúng phải định thân pháp vậy vốn dĩ ý chí chiến đấu của hắn đang tràn đầy nhưng kết quả lại bị người ta vô tình cắt ngang trời đất bao la lão nương đó là lớn nhất phía sau lưng đúng là mẫu thân của thạch thạo giọng nói gọi hắn trở về nói là lão nương nhưng mà từng di ninh tuổi tác vẫn còn trẻ vẻ ngoài phong nhã hào hoa tuổi tác không lớn huống chi bà ta là tu sĩ mà tu vi cũng không kém nữa gần đây bà rất để bụng lo sợ thạch thạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn vì vậy muốn hắn sớm lập gia đình sống yên ổn, sinh con nói giỏi. Bởi vì trưởng tử này làm cho người ta không thể không lo lắng. Lúc trước thì thôi đi, một thân một mình lên cửu thiên, đi biên hoang, xông vào tiên viện, giết kẻ địch. Nhưng mà bây giờ thân thể đã bị tàn tiên ám toán, đạo hạnh có thể sẽ biến mất, vậy mà vẫn không chịu an phận, không có việc gì là lại bỏ chạy đến thượng giới. Đặc biệt là bà ta còn nghe được thạch thạo cùng với sinh linh hắc ám giao thủ với nhau cái gì đó nữa, đến nay vẫn chưa từ bỏ ý định ta mặc kệ chí hướng của con cao cỡ nào nhưng con là hài tử của ta còn nhất định phải lập gia đình từng di ninh ngày thường thực sự là rất dịu dàng đúng là một hiền thê lương mẫu nhưng mà hiện tại bà ta đang rất lo lắng khó tránh được hành xử theo lẽ trời đất bao la lão nương là lớn nhất bà sợ hãi lo lắng hy vọng hôn nhân sẽ trở thành cái cột làm cho thạch thảo an phận một chút không cần đi mạo hiểm không cần suy nghĩ đi chém giết với sinh linh hắc ám nữa có một số việc Thạch Hảo không nói toàn bộ vì e sợ bọn họ lo lắng. Vì vậy Tần Di Ninh không hiểu rõ, chỉ cảm thấy cuộc sống trước mắt thực sự là yên bình. Mà trưởng tử thì lại quá xông xáo Mẹ, mẹ cũng biết rồi đó. Con chỉ ở Đại Đạo mà, muốn nhìn quá khứ dạng cổ, có thể quan sát sông dài năm tháng, nhìn thử sự bồng bền của từng kỷ nguyên một. Thạch Hảo nói. Ta biết những chuyện này, nhưng mà con là Họ Thạch, đã tới tuổi thành hôn rồi, cần phải lưu lại dòng dõi tiếp theo được rồi lão nương bá đạo nói cháu trai nè cháu nên suy nghĩ về việc này đi thì hơn làm con làm cái cần phải hiểu cho tâm trạng của cha mẹ mình lúc này đây người hiền lành hiếm khi lên tiếng như là lão tộc trưởng thạch vân phong cũng mở miệng nói tộc trưởng gia gia thạch thảo há miệng nói không nên lời trên thực tế không chỉ có bọn họ ngay cả những người khác trong thạch thôn đều hy vọng hắn lập gia đình lưu lại đời sau thậm chí độ nhi của hắn lại xích lông cũng trêu chọc bắt ép hắn nói hắn nên sớm lập gia đình đi an tâm ở lại thạch thôn không cần đi ra ngoài gây chuyện nữa kết quả là con rồng này bị thạch thạo một cước đá bay kêu la oai oái rồi biến mất ở phía chân trời mẹ mẹ cũng biết con đã gặp công chúa của hoàng triều trường sinh ở thượng giới nè tiếp xúc qua minh châu của thế gia bất hủ mà vẫn chưa hề vừa mắt một người nào hiện tại mẹ bắt con trộn vợ thì nhất thời làm sao tìm ra được đây thạch thạo viện cớ ở đây không phải có một người sao tường di ninh nhỏ giọng nói nhưng rất mạnh dạn chỉ vào vân hy mới đi hái thuốc ở đại hoàng trở về sư phụ ta đã trở lại đây ở chân trời xích lông hóa thành một tia đỏ nhảy múa vui đùa như cố ý chế nhạo hắn rồi lại như tia chớp bình thường trở về nó dừng lại ở cổng thôn nhìn vân hy cười xấu xa gọi một tiếng sư nương Kết quả nó lại bị Thạch Hạo đá một cái nữa bay đi. Bàn chân của Thạch Hạo dùng cực tốc phóng đại giống như cái núi đè vậy. Đá nó bay ra ngoài. Cũng không biết nó đã bị đá bay tới nơi nào nữa. Dù sao nó cũng đã bị ngất xỉu. Mấy ngày liên tiếp không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Làn da của Vân Hy trắng nõn như Ngọc Thạch không hề thay đổi. Nàng đang rất bình tĩnh. Nữ tử này từ khi đi theo đến hạ giới. Nói là phải chăm sóc cho Thạch Hạo. Nàng mang tâm tình bình thản mang khí chất thế ngoại siêu nhiên tựa như là trích tiên lạc ở nhân gian vậy. Thạch Thảo không muốn làm trò cự tuyệt trước mặt của Vân Hy, tuy rằng nàng mới từ đại hoang hái thuốc trở về, không nghe được những lời vừa bàn luận, nhưng nàng là một nữ tử thông minh, tùy tiện nói ra một chút cũng sẽ đoán ra được. Trên thực tế khi nhìn đến ánh mắt nhu hòa của Tần Di Ninh, lại thấy bà lại gần hỏi han ân cần, Vân Hy sớm đã phát hiện ra. Con nói cho ta biết, rốt cuộc muốn chọn ai? Từng Di Ninh hỏi thầm. Thạch Thảo ngẩn ra, vấn đề không phải lựa chọn ai mà là trong lòng hắn có hố sâu cản trở. Trận đại chiến biên hoàng kết thúc cách đây không lâu, không chừng còn chưa được nửa năm. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính chết trận, Hỏa Linh Nhi lại liên quan đến tội châu nên đã bị An Lan ôm đi, thức lạc ở dị vực, không rõ sống hay chết. Ta biết trong lòng của con có chấp niệm, tạm thời không buông bỏ được. Nhưng người đã chết rồi, chung quy không thể sống lại, tất cả đều phải nhìn về phía trước. Tường Di Ninh khuyên nhủ Tường Di Ninh nghĩ Hỏa Linh Nhi không về được hay nói đã chết đi cũng như nhau An Lan là người lương thiện sao bị hắn ta bắt đi tội châu còn có thể sống sót được sao hơn nữa nếu thực sự có kỳ tích Hỏa Linh Nhi còn sống không bị chết đi nhưng cũng có lợi ích gì nữa đâu hiện giờ hai giới bị ngăn cản ra ở giữa có lạch trời không thể thông nhau đại chiến biên hoàng kết thúc dị vực và giới này hoàn toàn mất liên hệ rồi muốn gặp lại không biết bao nhiêu lâu nữa có thể là một kỷ nguyên sao sống cũng tốt, chết cũng vậy, cả đời này đã vô duyên không thể gặp lại. Tần Di Ninh cũng thiết hận, ba sợ Thạch Thảo không buông bỏ chuyện này được, nên mới muốn hắn mau chóng lập gia đình, nhanh chóng quên đi những người đó, vứt bỏ những đầu xót kia. Chờ thêm một thời gian nữa đi mà. Thạch Thảo nói rồi đi không ngoảnh đầu lại, hắn đi vào hỗn độn tu hành. À, Hỏa Linh Nhi là một cô nương tốt, nhưng các con có duyên mà lại không có phận. Tường Di Ninh ở phía sau thở dài. Bà bị Thạch Tử Lăng lôi đi, hiểu con không ai bằng cha. Thạch Tử Lăng hiểu bây giờ nói cái gì thì Thạch Hạo cũng sẽ không lựa chọn quên đi. Có lẽ hắn đang lấy sự tiếc nuối kia thúc giục bản thân mình. Mấy năm sau đó, Thạch Hạo một mực khổ tu, đạo hạnh của hắn có thăng tiến, không ngừng tăng trưởng, nhanh đến mức làm cho người ta hết hồn. Phải biết rằng hắn đang tuổi trẻ mà đã sắp đạt đỉnh phong độn nhất cảnh giới, xưa nay đã là chuyện hiếm thấy, lại bước thêm vài bước về phía trước đã chạm đến lĩnh vực chí tôn rồi. Sinh linh hắc ám không tính, chủng loại này tiến hóa trở thành kẻ mạnh nhưng cũng không bình thường, không phải tự bản thân luyện thành. Thạch Hạo muốn tự mình chân chính tu lấy đạo hạnh, sở hữu sức chiến đấu kinh người. Chỉ trong mấy năm hắn đã không ngừng đột phá đi lên vô cùng cường đại. Ngày hôm đó trong hỗn độn phát ra một tiếng nổ, hắn đã hoàn toàn đắm mình trong tu vi đụng nhất cảnh giới, đã đạt đại viên mãn bước vào cảnh giới đỉnh phong. Loại thành tựu này nếu như mà truyền ra bên ngoài, đủ để cho thượng giới chấn động mạnh, bọn họ sẽ không thể nghĩ đến trong các sinh linh ở hạ giới có người ở độ tuổi trẻ như vậy đã đạt được thành tựu chí tôn có thể nói cửu thiên thập địa còn chưa từng gặp qua thành tựu này huy hoàng cực kỳ vang dội cổ kim một năm sau đó hắn bắt đầu thử đột phá muốn tiến vào lĩnh vực người kia nói chỉ kém một chút nữa thôi vì sao mà vẫn không đặt chân vào được vậy Thạch Thảo nhíu mày hắn muốn đặt chân vào chí tôn cảnh nhưng đã thất bại khi đã đại viên mãn đụng nhất cảnh, hắn không có cách nào tiến thêm một bước nữa. Hắn trở về thạch thôn, lần nữa đến nhà lao tâm tối ở hư thần giới, quyết chiến với sinh linh bị phong ấn ở đó. Đáng tiếc hiệu quả không rõ rệt, hắn vẫn không thể đột phá được. Trong lúc đó, Tần Di Ninh nhắc lại chuyện xưa, hy vọng hắn có thể lưu lại con nói giỏi. Như vậy không còn gì tiếc nuối. Mọi người ở thạch thôn cũng rất mong chờ. Thạch thảo quả thực có thiên phú sáng rõ như ban ngày, nếu hắn có thể kết hôn dù sống hay là chết cũng sẽ giúp thạch thôn lưu lại huyết mặt thạch thảo cười cười lại ứng phó như trong quá khứ hắn ở hạ giới đi theo con đường đã chọn đến cùng mấy năm trôi qua hắn muốn đi ba ngàn châu xem thử mối họa hắc ám ấy bây giờ đã ra sao rồi đồng thời hắn càng muốn tìm một cơ hội xem có thể đột phá trên thượng giới hay là không khi thạch thảo trở lại ba ngàn châu hắn thực sự là giật mình tình hình chiến đấu tàn khốc tiên vực xuất binh nhưng lại bị tổn hại bây giờ cương vực hắc ám đã mở rộng rất nhiều lần không chỉ có vật chất hắc ám tàn sát bừa bãi ở ba ngàn châu mà đâu đó một ngàn hai trăm châu đã bị chiếm cứ rồi trừ lần đó ra cửu thiên thập địa trước sau đều xuất hiện hắc họa hiện tại không riêng gì ba ngàn châu các cổ đại lục khác cũng đều như vậy đều có vật chất hắc ám toát ra tai nạn khủng khiếp giáng lâm tiên vực không thể không phái thêm thật nhiều binh đến đó lúc này sát phạt không ngừng các nơi tu sĩ tử vong vô số chỉ trong vài năm máu chảy thành dòng xác chết vô số đều là do sát phạt hắc ám mà ra thà thạo nhìn thấy cảm giác ghê người hắn nghe nói có chân tiên đã chết trận nữa loại chiến đấu dằn co này rất là đáng sợ vô cùng kịch liệt hai bên đều tạo ra chân hỏa khi sinh linh hắc ám nguyên thủy xuất hiện máu đen vô tình sát khí ngập trời thà thạo không dám tham dự vào cái trận chiến này hắn chỉ ngẫu nhiên ra tay ở trên đường đi hắn suy nghĩ sinh linh hắc ám này bây giờ hắn chưa cần phải chém giết làm cái gì hiện giờ hắn vẫn đang trong thời kỳ ngủ đông nếu lấy cảnh giới của hắn mà nói căn bản không thay đổi được cái gì chỉ khi hắn đủ cường đại một kiếm xông vào chiến trường hắc ám như vậy mới có ý nghĩa dọc theo đường đi thạch thảo thử đột phá tìm kiếm cơ hội hắn muốn tiến vào chí tôn cảnh đáng tiếc là rất không thuận lợi hắn không thành công vẫn dậm chân ở đụng nhất cảnh giới thạch thảo thực sự là rất thất vọng hắn không hiểu vì sao không thể tiến vào cảnh giới kia nếu như người ta biết hắn có cái loại suy nghĩ này, chắc chắn là sẽ ngẩn người, rồi sau đó là nguyện rủa. Cái này thực sự là lòng tham không đấy, từ xưa đến nay vốn không có chi tồn dưới 500 tuổi. Mà hiện tại hắn mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ. Năm tháng tu đạo còn kém quá xa, dù cho trong thời cổ đại có kinh diễm, từng có sinh linh tu luyện nhanh nhất, không ngừng đột phá các kỷ lục, nhưng mà cũng mất mấy trăm năm. Như vậy đã xem như là kỳ tích rồi. Mà hiện tại thà thạo trong con mắt của tiền nhân thì còn rất non nớt, Tuổi còn quá trẻ mà Tu Vi đã đủ ngạo thế rồi. Không được, ta phải đột phá. Cuối cùng Thạch Hạo lại ra đi, hắn trở về hạ giới, lại khổ tu, nháy mắt lại mấy năm trôi qua. Tổng cộng Thạch Hạo đã tu hành tại hạ giới này 10 năm, đúng nhất cảnh giới đã đại viên mãn, tiếng không thể tiến. Hắn đã đi tới cực hạn cuối cùng, hắn từng nhiều lần dẫn lôi kiếp thử hỗ trợ chính mình phá quan nhưng mà vẫn vô dụng. Chỉ tồn cảnh không thể tiến vào, thậm chí bởi vì mạnh mẽ đột phá mà hắn đã hai lần suýt nữa thì tiêu mạng hắn từng ở trong hỗn độn bị tan vỡ thân thể nát bét còn có lần hắn ở trong tinh không máu thịt dường như đã bị đứt ra thành từng mảng khiến cho nhiều mảnh tinh thần vĩnh viễn bị dập tắt thạch hạo đã tới thời kỳ bình cảnh hắn biết con đường của mình thực sự là không dễ đi muốn trở thành người trẻ tuổi nhất tiến vào chí tôn cảnh dường như là không có khả năng nhưng hắn không cam lòng không hy vọng là tới mấy trăm năm sau mới lại thăng cấp được hắn chính là muốn phá vỡ kỷ lục sáng tạo ra kỳ tích thạch hạo than thở cuối cùng hắn bước đắc dĩ đi thỉnh giáo cấm khu chi chủ vốn dĩ hắn rất tự phụ hy vọng chính mình đánh vỡ giam cầm một đường tiến lên mạnh mẽ nhưng mà hắn không có khả năng cuộc khởi nên hiện tại hắn phải đi thỉnh giáo hắn khó hiểu vì sao hắn đã cường đại như vậy rồi đạo hạnh tiên tiến tuyệt đối thiên hạ vô địch ở độ nhất cảnh giới rồi nhưng mà tại sao lại chậm chạp không thể bước dù chỉ là nửa bước vào cửa ải kia Cấm khu chi chủ im lặng, rất lâu hắn ta không nói chuyện, bởi vì hắn ta đã bị đả kích. Người thanh niên này muốn trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành chí tôn sao? Hoàng không biết, đừng nói là kỷ nguyên này, ngay cả ở kỷ nguyên tiên cổ cũng không có chí tôn mà dưới 500 tuổi. Muốn đạt tới cái đẳng cấp đó, cần phải 5 tháng mài dũa tẩy rửa. À, người quá nông vội rồi. Chủ cấm khu chỉ có thể thở dài. Hắn cũng không có ý định dùng bản thân để nêu lên ví dụ được. Bởi vì nếu như đem so sánh người có hơn 30 tuổi đang ở trước mắt này, đang quy định trở thành trí tôn này, thì hắn không có tư cách, quá đã kích người ta mà. Ta làm sao mà không nóng lòng được chứ? Thượng giới đại chiến không ngừng, ai biết một ngày nào đó sẽ hoàn toàn bị giật trước hát ám ăn mộn. Ta phải quật khởi trong thời gian ngắn nhất mới được. Thái độ của Thạch Hảo rất kiên định. Vậy người có biết hay không? Trên thế gian này chưa từng xuất hiện chí tôn dưới 500 tuổi, ít nhất là một hai kỷ nguyên gần nhất không có. Chủ cấm khu nói, Thạch Thảo im lặng, chẳng lẽ yêu cầu của hắn rất cao sao? Hắn buộc miệng hỏi. Thực sự là không có cách nào sao? Chủ cấm khu không nói gì, người kia không phải đang trào phúng tiền nhân hay sao? Tại sao lại không có cách nào chứ? Thạch Thảo khó hiểu. Trước đây thật sự là cũng có người tiến vào động nhất đỉnh phòng rất sớm, nhưng cũng rất giống người, lập tức dậm chân tại chỗ rất khó tiến thêm được bước nữa phải sống đến một thời gian đủ dài mới có thể thăng cấp được cái này chủ yếu là bởi vì muốn trở thành chí tôn thì cần phải trải qua nhiều thứ lắm không riêng gì tích lũy lực lượng ngưng tụ pháp lực mà cả linh hồn cũng phải cần ma luyện chủ cấm khu giải thích cụ thể là phải làm như thế nào vậy ạ à? thạch thảo có chút lo lắng luôn cảm thấy thời gian không hề chờ đợi hắn thời gian dành cho hắn không được nhiều không thể vọt lên tận trời và đứng ngang hàng với những đại nhân vật kia thì khả năng hắn không còn cơ hội nữa muốn vào cảnh giới trí tôn thì cần phải thể ngộ nhân sinh bách thái cần phải sinh hoạt trong hồng trần xô bồ phải không ngừng luyện tâm sau cùng chớp mắt tâm được giải thoát ngông xiền được mở ra thì ngươi liền đứng ở đỉnh cao nhất của nhân đạo và trở thành trí tôn thôi chủ cấm khu nói cần phải sinh hoạt trong hồng trần bách thái hả thạch thảo nhíu chặt lông mày hắn cảm thấy việc này quá phiền phức phải tốn thời gian bao lâu chứ tuy rằng hắn cũng biết việc luyện tâm như vậy là cả một quá trình thế nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ cho hắn chủ cấm khu nói đạo tu hành có một số cửa ải lớn rất đặc biệt cần chính là những điều kiện hạ khắc để phát động thì mới có thể thông qua cửa ải cuối cùng cảnh giới chí tôn chính là một cảnh cuối cùng của lĩnh vực nhân đạo tất nhiên sẽ khó vượt qua rồi vậy vì sao mà sinh linh hắc ám kia lại có thể bỏ qua việc luyện tâm chỉ cần thích góp đầy đủ sức mạnh huyết dịch đủ tinh khiết thì có thể đột phá rồi thạch Thảo nhắc tới cái loại sinh vật kia mấy năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận tiếp xúc với máu hắc ám kia nhưng mà vẫn chưa thực sự hoàn toàn là dùng cái thứ máu này để gột rửa đồng thời hắn cũng tạo nên một bộ thân thể khác chậm rãi thích ứng với hắc ám chứ chưa có dung hợp trực tiếp những sinh vật kia chỉ mạnh vì sức mạnh là nô binh không thể có thành tựu gì khác được Thứ được gọi là tiến quân vào cảnh giới trí tôn cũng chỉ là về sức mạnh mà thôi. Hòa trong gương, trăng trong nước, không thể xem là thật được. Chỉ có hạt giống hạt ám, những chủng thiên tuyển đặc biệt tương đối đặc thù kia mới có thể tiến cấp. Nhưng mà nếu như trai cứu kỹ thì trong việc này rất là khủng khiếp đó. Chủ cấm khu nói như vậy, hiển nhiên có một số việc hắn ta cũng không nói hết. À, ta đi luyện tâm vậy? Thà thảo rời đi, khi thì hắn ở trong hạ giới khi thì hắn lại đi ba ngàn châu ở đâu cũng đều xuất hiện hình bóng của hắn cả trong 10 năm sau đó hắn không ngừng hóa thân ở hồng trần từng dạy học từng làm người hái dâu từng làm chủ bãi cỏ lại từng làm ăn mày nữa thạch thảo buông thả trải qua đủ loại trong cuồng cuộn hồng trần dấn thân vào trong nhiều lĩnh vực đi thể nghiệm nhân sinh trăm vẻ mười năm sau hắn trở về thực sự là đáng tiếc hắn vẫn thất bại vẫn là không thể thăng cấp được sau đó hắn lại tiếp tục luyện tâm. Thạch thao ở lại mấy tháng, sau đó hắn lại tiếp tục đi ra ngoài, không hề tu hành. Hắn đi đến chỗ nào lại quan sát ở nơi đó, chu du khắp danh sơn đại xuyên. Trong quá trình này, tuy rằng hắn muốn tu luyện, nhưng cũng buông bỏ hết tất cả, không đụng vào chuyện tu luyện. Cứ như vậy chìm nổi trong hồng trần, tùy sóng gió mà đi. Đáng tiếc là lại 10 năm sau, hắn lại trở về nhưng vẫn không thể trở thành chí tung. Thà Thạch thao thở dài, hắn không thể bình tĩnh, hắn lại đi gặp cấm khu chi chủ. Người có chấp niệm trong lòng, hơn nữa quá sâu, nếu muốn trở thành chí tôn, khắc vọng đột phá, càng là như vậy thì càng không thể thành công được đâu. Chủ cấm khu lắc đầu nói, thạch thảo im lặng, hắn muốn trở thành chí tôn, muốn nhanh chóng tiến lên, điều này không thể buông bỏ được. Hơn nữa, chấp niệm của người không ít nữa, muốn đi dị dực cứu người, muốn sửa tương lai, chấp niệm này quá sâu rồi, như vậy cửa ải này ngươi qua sâu được đây chứ? Không qua được cũng phải qua. Thà Thảo nghiến răng. Dưới tình huống này thì ngươi xem như đã nhập ma rồi. Theo ta thấy không bằng chặt đứt con đường của chính mình, rời khỏi thế giới tu sĩ và hòa nhập vào trong hồng trần đi. Chủ cấm khu nói như vậy. Hơn nữa hắn ta dùng giọng nói rất là lớn, trang nghiêm mà thần thánh, giống như là lời cảnh tỉnh vậy. Thà Thảo im lặng, gương mặt vặn vẹo, hắn nắm chặt tay thân sắc biến đổi không ngừng rất lâu sau đó thì hắn mới bình tĩnh lại hắn làm một cái đại lễ rồi nói đa tạ tiền bố cảnh tỉnh giúp cho ta tỉnh táo lại thà thạo rời đi hắn đi rất chậm cho đến khi biến mất khỏi cấm khu sinh mệnh hắn trở về đại hoang trở về thạch thung sau ngày hôm đó hắn dần dần buông bỏ việc tu hành không thèm nghĩ nữa loại trạng thái này thực sự là cổ quái hắn giống như đã quên đi phương pháp tu hành các loại bí thuật trong lòng đều trở nên mơ hồ xa vời lúc này đây không phải hắn cố ý không tu hành mà hắn đang tẩy rửa từ trong lòng của mình được hay mất cũng không làm hắn bồi hồi xúc động hắn tự mình giải thoát cuối cùng vứt bỏ hết tất cả hắn tạm thời rời khỏi cái giới tu luyện con trai đã qua nhiều năm như vậy rồi con còn có cái gì không buông bỏ được hay sao chấp niệm vẫn sâu như vậy ta cùng với phụ thân của con thực sự hy vọng con có thể kết hôn sinh con Từng di ninh mở miệng nhắc lại chuyện xưa thật như vậy sao thì ra chấp niệm của mình nhiều như vậy luôn sao vì phương diện sinh con đẻ cái mà ta cũng không thể buông xuống được lo lắng quá nhiều rồi thạch thạo thầm than cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt rứt sáng cũng thức trong suốt như là đã nghĩ thông suốt rồi hắn nói bây giờ con có thể lập gia đình rồi vợ chồng thạch tứ lăng ngạc nhiên rồi sau đó là vui mừng nhiều năm trôi qua bọn họ đã muốn chọn vân hy thiếu nữ thanh lệ thoát tục của thiên nhân tộc đã từ thượng giới đi xuống ngay cả khi thạch thạo bị phế bỏ nàng cũng không rời đi ngày đó nói là chăm sóc cho thạch thạo thực sự đến bây giờ vẫn không rời đi thạch thôn tràn ngập vui mừng sau khi tin tức được truyền ra mấy người lão tộc trưởng thạch vân phong cao hứng cười toe toét trong thôn giống như là như ăn tết vậy đâu đâu cũng phát ra tiếng cười hoan hỉ mà hiện tại rất nhiều hài tử đều đã lớn hơn đã muốn cưới vợ sinh con không ít người trong thôn vẫn hy vọng Thạch Hạo lưu lại con nói giỏi. Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã thành hiện thực rồi. Dân Hy, nàng ấy có nguyện ý không vậy? Thạch Hạo hỏi mẫu thương của hắn, hắn không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai. Tâm tư của đứa nhỏ kia ta biết thôi, nàng nguyện ý chứ, bằng không tại sao nó lại không rời đi? Khi thân thể của con gặp vấn đề lớn, lại từng theo con đến hạ giới như vậy chứ? Từng Di Ninh đáp, Thạch Hạo im lặng gật đầu luôn luôn có một số chuyện là bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đưa ra lựa chọn. Hắn nhìn phương xa như chờ đợi một kỷ nguyên xa xưa. Khi đó ánh sáng lưu chuyển, dưới tán cây dâu đỏ vẫn còn hình bóng hoa nở. Hắn thăng nhẹ một tiếng, giống như đã nhìn thấy núi cao khắp nơi. Cây dâu đỏ nở hoa, những đóa hoa đỏ tươi trong suốt bay lả tả, bay xuống phương xa. Những năm gần đây, Vân Hy vẫn mang vẻ mây trôi nước chảy, làm cho người ta cảm thấy suốt thế, nàng ung nhu mà điềm tĩnh bình thản hái thuốc trong núi giống như là tiên nữ lạc chúng nhân gian nhưng ngày hôm nay hai gò má xinh đẹp trắng trẻo của nàng lại hiện lên sắc đỏ sắc mặt biến đổi nàng không thể giữ sự yên lặng tin tức lúc này đột nhiên làm cho nàng kinh hãi từng di ninh đến nói chuyện muốn nàng gả cho thạch hạo tuy rằng nàng sớm đã phát hiện ra nhưng thoáng cái đã nhiều năm như vậy cho tới ngày hôm nay khi tin tức đó được xác thực vẫn làm cho nàng ta run sợ trong lòng bối rối mặc dù có chuẩn bị trước nhưng nàng vẫn cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Có nên đồng ý hay không đây? Khi đi theo đến giới này là nàng đã nguyện ý chăm sóc cho Hoang khi bị phế bỏ tu vi. Nàng không muốn rời đi là vì muốn bồi đắp cho hắn. Nhưng mà ai có thể ngờ tới, đạo hạnh của Thạch Hạo không mất đi, hắn vẫn chịu đựng được, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn khỏe mạnh. Cái này giống như là một con gián bất tử vậy, gặp tai nạn lớn như vậy, bị trúng phải chiếc tiên chú thì chân tiên cũng bị phế bỏ, vậy mà hắn vẫn có thể chống đỡ, làm cho người ta khó có thể tin nổi. nàng chưa từng tự tay chăm sóc cho thạch thạo, nàng cũng từng nghĩ tới sẽ rời đi rồi, nhưng lại bị tần di ninh ngăn cản. lý do chỉ có một, thạch thạo vẫn chưa thoát khỏi chiếc tiên chú, không biết khi nào sẽ bị phế bỏ. mà bây giờ tần di ninh lại tiến thêm một bước, xin nàng gả cho thạch thạo. bức luận như thế nào, đạo lửa đối với một nữ tu sĩ mà nói có ý nghĩa không giống bình thường. nàng không thể bình tĩnh trở lại, nàng muốn chạy trốn cảm xúc từng di ninh giữ nàng ở lại có lẽ người hiểu nữ nhân nhất chính là nữ nhân hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau vân hy quay đầu lại nàng nghĩ đến chuyện quá khứ nghĩ đến từng ly từng tí lúc ban đầu nàng và thạch Hạo mới gặp nhau kề tai nói nhỏ đến sau này lại trở thành bằng hữu tri kỷ cuối cùng bọn họ lại sinh tử có nhau thạch Hạo bảo vệ nàng xuyên qua đầm lầy màu máu hộ tống nàng về thiên nhân tộc lúc này nhớ lại làm cho nàng quý trọng khó có thể quên chỉ là những người kia của thiên nhân tộc lại quay lưng, tựa như là cây kiếm cắt rời đi hình ảnh đẹp đẽ này. Khi biết thạch thạo bị phế, trong thân dính phải chiếc tiên chú thì nàng không chút do dự muốn được ở bên cạnh để chăm sóc, chính là muốn bù đắp cho hình ảnh từng bị cắt đứt này. Chuyện cũ đã qua, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nàng tự hỏi trái tim của mình và cũng tự có thể xác định được. Nàng không hề ghét thạch thạo, đi bên cạnh của hắn đều là những tràng tiếng cười nói không ngừng. Nàng biết bản thân của mình thích hắn, nhưng mà năm đó dù sao cũng đã xảy ra một việc Hiện giờ nàng có thực sự muốn làm đạo lữ với hắn không? Vân Hy biết Thạch Thảo tự đi trên con đường riêng Cuộc khởi ở hạ giới Đăng lên cửu thiên chiến đấu qua biên hoang Hắn tuyệt đối không thể vì một vị hồng nhan tri kỷ Mà có thể tiêu tan con đường tu luyện Cái thứ được gọi là tiêu tan Chính là cái thứ mà sau này nàng phải đối mặt Bởi vì tương lai sau này Nếu những cô gái là hồng nhan tri kỷ trước của Thạch Thảo xuất hiện Thì làm sao bây giờ? Nàng nên lựa chọn như thế nào đây? có thể thoải mái vui vẻ hay là không mà thạch thạo đã hoàn toàn quên đi những vị hồng nhan kia hay không ít nhất nàng biết được một người tên là hỏa linh nhi hiện giờ tuy rằng không biết sống hay là chết thế nhưng đã lưu lại vết tích cực sâu trong lòng thạch thạo tâm trạng của vân hy có chút phức tạp có chút mâu thuẫn và cũng có chút vui mừng cuối cùng nàng đồng ý Tần di ninh nở nụ cười xa xa toàn thân xích lông có lửa đỏ tia đỏ lượn lờ nó đang rung đùi đắc ý lớn tiếng la hét trời đất bao la lão nương là lớn nhất đây rõ ràng là nó cười nhạo tên sư phụ bỉ ổi cố ý chọc ghẹo thạch thạo bởi vì nó biết mối hôn nhân này chính là do từng di ninh thúc giục mà thành thạch thạo tuy rằng đạo hạnh sâu đậm nhưng đối với con rồng này vẫn không thể nhẫn nhịn trên thực tế hắn không muốn nhẫn nhịn một cước đá ra chân lông này lại bay đi nơi chân trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nó. Khắp thạch thôn đều trở nên náo nhiệt, mọi người dăng đèn kết hoa vô cùng vui mừng và náo nhiệt. Từng đứa trẻ mà thạch hạo đưa về từ biên hoang bây giờ đều đã cao lớn cả rồi. Thạch thôn ngày xưa đâu bằng ngày nay, thực lực cương đại, căn cơ, kinh người. Đời sau của thạch thôn thiên phú rất là tốt, mà những hại tử đến từ biên hoang kia lại càng siêu tuyệt. Bọn họ đều là con cháu của thức vương biên hoang, hiện giờ đã trưởng thành, xem ra có một số là cao thủ khó lường. Tổng hợp thực lực mà nói thì thạch thôn có thể quét ngang hạ giới rồi. Chỉ là một cái thôn sớm nhỏ mà thôi, lại ẩn nắp bên trong đại hoang mà khí thế nuốt cả núi sông. ca <laughs> ca, rốt cuộc huynh cũng thành hôn rồi. Thành phòng đến, hắn ta đang cười, giọng điệu vô cùng cao hứng. Hắn ta là nhân hoàng thạch quốc, hiện giờ con cháu cũng không ít rồi. Chu yếm vò đầu bức tai, nó đang đối đầu với tiểu hồng điểu, hậu duệ của chu tước, cũng theo hỏa quốc tới đây. Hoàng kim sư tử thần sắc phức tạp, Hắn ta cùng với Hoàng đi vào hạ giới nhiều năm, chính mắt thấy hắn quật khởi bao lâu nay, hiện giờ đã đại viên mãn đụng nhất cảnh giới rồi. Nhưng điều hắn ta không chịu nổi chính là Hoàng còn chưa thỏa mãn, muốn phá vỡ thần thoại, muốn vọt vào Chí Tôn cảnh nữa. 500 năm trở thành Chí Tôn là một cái giới hạn, hắn muốn phá vỡ sao? Nếu chưa đủ 500 năm mà đã trở thành Chí Tôn, chuyện này làm cho hắn bị dọa cho chết người. <laughs> mới có hơn mấy chục năm mà muốn tiến vào chí tôn Thật sự ta rất muốn xem thử nó có xuất hiện hay không nha Xem ra ta cũng phải nhanh chóng tu hành Sớm ngày luyện thành đại dương bá thần quyền Tam hắc thọ cái đầu ra nhìn vẻ mặt đáng khinh Là đại dương bá thần quyền mới đúng chứ Vẻ mặt của đại hồng điểu tỏ ra khinh thường Rất cao ngạo Nói dương đôi cánh phượng hoàng Để con rùa đen sang một bên Đám người cửu đầu sư tử Thiên thiên quận chúa đều đã đến đây còn có một đám người bổ thiên cát như là hạ u vũ tài hoa xuất chúng tiêu thiên cũng đến cho đến ngày nay thạch thôn không sợ vị trí bị tiết lộ nữa mà hiện tại hạ giới còn có ai có thể tấn công bọn họ đây một đám hài tử đã trưởng thành giúp cho nơi đây có sức chiến đấu tăng vọt nếu như không có đám người thạch thạo chỉ cần đám hài tử kia lớn lên là đã đủ để bình thiên hạ rồi buồn hết tất cả tâm vô chấp niệm có thể trở thành chí tôn không thạch thạo tự hỏi Thời gian không đợi hắn, thời gian dành cho hắn thực sự là không nhiều lắm. Nếu không thể nhanh chóng cuộc khởi, tất cả sẽ thành không. Vì vậy, Thạch Hạo sầu lo, nôn nóng, hắn muốn tìm biện pháp, tìm ra con đường nhanh chóng đột phá. Thế nhưng đánh tan chấp niệm trong lòng, hắn có chắc chắn sẽ trở thành chí tôn không? Hắn thực sự có thể buông bỏ hết tất cả hay không? Thạch Hạo tĩnh tâm, quên đi các loại bí thuật, quên hết phương pháp tu đạo, hắn giống như người bình thường, làm cho tâm tình dần trở nên bình thản sau đó không lâu thì tâm của hắn thả lỏng tư của hắn suy ngẫm chủ cấm khu từng nói hắn vẫn chưa đủ nói hắn có chấp niệm quá sâu nên rất dễ tổ hỏa nhập ma vậy thực sự phải chém đi chấp niệm sao hiện tại hắn đang làm cố gắng buông bỏ hết tất cả buông bỏ mọi trói buộc ngay cả tình cảm của bản thân cũng thay đổi hắn cảm thấy được chính mình đang đánh tan chấp niệm bí thuật phương pháp tu luyện đã quên mất mà những nữ tử ngày xưa mà hắn từng quen biết dường như bóng dáng cũng trở nên mơ hồ nhưng sâu trong nội tâm của hắn lại có sự chua xót đó là thanh y trong nháy mắt tượng sâu trong đáy lòng liền xuất hiện một thân ảnh khó có thể quên rất nhanh hắn lại lạnh lùng đánh vỡ hình ảnh hắn phải quên đi hắn muốn trở thành chí tôn thời gian không đủ hắn phải từ chỗ yếu nhất mà đi lên không thể lãng phí thời gian nếu có thể cho hắn ngàn năm vạn năm hắn sẽ không lựa chọn như vậy hắn sẽ không đi đường này đến tan chấp niệm thạch thạo đang làm nhưng mà quá trình này có chút phức tạp rất nguy hiểm hắn phải quên đi chém bỏ rất nhiều chấp niệm chỉ là sâu trong đáy lòng của hắn ẩn chứa nổi đâu thạch hạo hiểu được có một số thứ khó có thể cắt đứt quả nhiên thân ảnh của nữ tử hỏa tộc kia lại hiện lên một niệm xuất hiện một niệm tan đi rồi lại một niệm mà hiện lên đánh vỡ những chấp niệm đang có rồi lại chôn sâu chấp niệm kết quả là cây dâu đỏ tàn hoa cánh rơi đầy trời như mưa dưới tán cây có một thương ảnh yên lặng chờ đợi. Đây là chấp niệm khó đánh tan nhất. Diệt! Thạch Hạo khẽ kêu lên một tiếng. Mà diệt hết cả chấp niệm trong lòng, hắn kiên quyết phải bước lên cửa ải kia. Hắn phải tiến về phía trước. Mà chỉ một khắc trước đây, hắn thề nếu không thể thành công, không bước qua được cửa ải kia, hắn sẽ phản đạo mà đi. Cái gọi là phản đạo thì phải có chấp niệm khó tiêu, vậy không cần thiết. Hắn muốn nhất niệm trảm vạn đạo, con đường kia cần phải mang theo chấp niệm, không cần ngăn cản, chính là lấy chấp niệm phá vỡ tất cả để đạt thành tựu chí tôn. Nhất niệm trảm vạn đạo, đây là lựa chọn cuối cùng của hắn, mày hiện tại hắn dường như muốn từng bước đánh tan tất cả chấp niệm. Ánh mắt hắn bình thản xen lẫn vui mừng, nhìn về Thạch thôn, nơi đó có thiếu nữ đang chờ đợi hắn. Ngày hôm nay Thạch Thảo kết hôn, có rất nhiều tân khách đến đây, trong thôn náo nhiệt vô cùng, mọi người chén chú chén anh tộc trưởng thạch vân phong cao hứng cười toe toét bọn nhỏ vui mừng tranh nhau đến kính rượu từng khách rất nhiều có kẻ đến từ ngoại giới thậm chí có đại yêu có thường linh hải tộc các loại chính là con chim kia hoàng kim sư tử nổi giận nó nhìn thấy ngũ sắc tước xuất hiện thì nhớ đến cảnh tượng cái mũi của nó dính phân chim lớn cỡ cái bàn tay một con chim nhỏ bé mà kỳ dị mó chim ngậm một cái tiểu đỉnh trắng như ngọc ném xuống thạch thôn rồi sau đó nó xoay người đi mất rất nhiều người không rõ, không biết vì sao Hoàng Kim Sư Tử tức giận. Chỉ có người của Thạch Thôn hiểu được con chim kia có bao nhiêu thần kỳ. Mọi người đều kinh ngạc mà hô lên. Thạch Hạo nhìn chầm chầm chiếc tiểu đỉnh trên mặt đất. Hắn nhớ rõ ràng năm đó khi hắn nghênh chiến với thức thần hạ giới, hắn có mang một cái đỉnh đồng tiến vào trong thôn. Kết quả đỉnh đồng bị nứt ra, lộ bên trong có một cái chiếc đỉnh rắn nõn. Cuối cùng cái bạch đỉnh kia biến mất trong hư không. Hắn không thể nào nghĩ đến, ngày hôm nay ngủ sắc tước lại ngậm nó đem trở về chiếc đỉnh này tỏa ra sự lộng lẫy nhu hòa nó rất tinh xảo thế mà lại xuất hiện rất kỳ quặc hiện tại nó bị thu nhỏ chỉ cao một thước tuy rằng rất nhỏ bé nhưng mà nếu không để ý thì chuyện này có thể sẽ bị bỏ qua nó trắng hơn tuyết mà trong suốt giống như được điêu khắc từ tiên cốt chắc chắn là chiếc đỉnh kia tuy rằng thể tích đã bị thu nhỏ nhưng thạch thạo sẽ không nhận lầm hẳn là cái chiếc đỉnh năm xưa bị thất lạc hôm nay đã được một con chim ngậm mang trở lại lại đi đâu? Hoàng Kim Sư Tử là kẻ đầu tiên nhảy dựng lên. Hắn ta lập tức bay lên trời cao, há to cái miệng đỏ như chậu máu. Gió cuốn mây tan. Hắn ta đem tất cả cái đám mây trên bầu trời hút vào trong miệng. Hắn ta muốn một hơi nuốt trọn cái con ngủ sắc thước to bằng cái bàn tay kia. Thực sự là nghĩ đến thì lại tức. Trên mũi nó từng bị dính phân con chim này. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất đời này kiếp này của hắn ta mà. Nhưng mà hắn ta đã chậm tay. Con chim ngủ sắc thước kia tốc độ quá nhanh, khi nó bay lên đã không còn thấy hình bóng đâu nữa. Tàn ảnh tạo ra một giải, nó biến mất ở phía cuối chân trời mờ mịt, lập tức rời khỏi nơi này. Ngủ quay lại cho ta! Hoàng Kim Sư Tử kêu to, những chiếc lông màu vàng trên thân hắn dựng đứng, nổ tung, tạo ra cái vùng ánh sáng màu vàng, giống như bị điện giật, hào quang lượn lờ xung quanh. Hắn ta đuổi không kịp, nó đã bị mất dấu. Hiện tại không ai chú ý hắn ta cả, bọn họ đều đang nhìn chầm chầm cái đỉnh trên mặt đất kia ngay cả ngủ sắc tước cũng chỉ thu hút ánh nhìn lúc ban đầu sau khi nó rời đi thì mọi người đều chuyển sự chú ý ánh mắt không rời nhìn chăm chú vào cái tiểu đỉnh trên mặt đất ai cũng nói thứ này không bình thường chỉ là vừa nhìn đã cảm thấy rất kỳ dị sâu không thể dò được đúng vậy tuy rằng tiểu đỉnh này mới nhìn thì trắng nõn nhưng lại thánh khiết lộng lẫy chỉ là nó làm cho người ta cảm nhận thấy thần bí nhất là bên trong cái đỉnh thực sự là rất thâm thúy Nói rất nhỏ, nhưng bên trong cái đỉnh kia lại có cảm giác mông lung, dường như là hỗn độn được cho thêm vào trong đó. Lướt mắt nhìn không thấy đấy. Cái này vô cùng quỷ dị, chỉ cao không quá một tức, tại sao kẻ khác nhìn không thấy đấy chứ? Thạch hạo cất bước về phía trước, hắn bắt đầu tác động vào cái đỉnh, hắn khom lưng, ngón tay như nhạc hoa, cầm chiếc đỉnh lên quan sát cẩn thận. Thạch hạo giật mình, thân sắc chấn động, bởi vì sau khi hắn mở thiên nhãn, mãi mới nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ dưới đáy tiểu đỉnh hình như là có một chút hoa văn rất mơ hồ chiếc đỉnh cao một tức vậy mà mở thiên nhãn cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu loại cảm giác này thực kỳ diệu như là không phải cách xa một tức như là cách xa một mảnh sao trời một mảnh vũ trụ vậy trên thành đỉnh của những vết lồi lõm không bằng phẳng tựa như là thiếu đi mấy miếng vậy thạch hậu cẩn thận chăm chú quan sát hắn phát hiện chuyện kinh dị dấu vết này đều có quy tắc cả bốn phía đều bị người ta lấy đi hình thành vết lõm Đương nhiên dấu vết này rất mờ, nói cách khác, vách đỉnh trước sau trong suốt, vốn dĩ cái đỉnh này không phải như vậy, nó bị người ta cố ý tạc khắc mấy dấu vết nhằm che giấu cái gì đó. Thạch Thảo nhíu mày, bởi vì những dấu vết mờ nhạt đó rất đối xứng, không hề lộn xộn. Đây là ngũ sắc thước đưa tới hạ lễ sao? Chất liệu giống với dạng linh độ. Thạch Thảo ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hôm nay thực sự là có chuyện ngoài ý muốn mà, con chim nhỏ kỳ quái xuất hiện, thực sự làm cho hắn vui mừng, Hiện tại không cần đi tìm chứng cứ gì nữa. Trên dưới thạch thôn ai nấy đều biết con chim này rất bất phàm. Mấy chục năm trôi qua rồi mà nó vẫn như trước, chưa bao giờ có thay đổi gì, không thể nhìn thấu. Quan trọng nhất là không ai bắt được nó cả. Con chim nhỏ này có thể xuất hành trong hư không, Hoài là một thể với thiên địa, nếu không ta đã sớm tấm được nó rồi. Hoàng Kim Sư Tử tức giận nói. Sau đó thì hôn lễ được tiếp tục, chuyện này giống như là một khúc nhạc đệm, sau giây phút giật mình và ồn ào ngắn ngủi mọi người lại hòa vào không khí vui sướng như ngày hội nhóc bay thiên địa nghĩ bay cao đường phù thầy giàu bay lẫn trong tiếng cười là tiếng la hét ầm ĩ nhưng tất cả đều không xảy ra chuyện lộn xộn đôi tân nhân đối bái tuy rằng là tu sĩ nhưng việc cử hành hôn lễ so với phạm nhân không khác là mấy bởi vì thạch thôn vốn là một thôn đã xuống dốc giờ từng bước lớn mạnh lên họ vẫn giữ lại những tập tục thuần khiết nhất. Trong lòng Vân Hy khẽ rung rẩy, nàng và Hoang sẽ ở bên nhau, kết thành đạo lữ sao? Nàng bừng tỉnh trong mộng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút đột ngột. Hai người từng đối đầu, từng sinh tử làm bạn. Cuối cùng lại có kết quả như vậy, làm cho nàng cảm thấy nhân sinh như giấc mộng vậy. Năm đó, Thà Thảo bảo hộ nàng trở về thiên nhân tộc, kết quả suýt nữa đã bị hại chết, rồi sau đó lại trở thành tử địch của thiên nhân tộc. Thời điểm đó trong lòng nàng khó chịu, nàng biết bọn họ có thể vĩnh viễn không thể đi chung đường, càng đi càng xa. Động phòng đi! Động phòng đi! Động phòng đi! Một đám hài tử ồn ào. Đám hài tử năm đó đều đã lớn lên, sớm đã là người trưởng thành, giờ lại thêm một đám. Nhưng khẩu của thạch thôn tăng trưởng rất nhanh, sinh sôi không ngừng. Một đám hài tử tranh cãi ầm ĩ lại thêm một đám thiếu niên choai choai cũng gia nhập tiến vào. Nè nè, tụi bay lại đây, lũ tranh con này, ồn ào cái gì hả? Tao bắt hết từng đứa tao đập bây giờ đấy nè. Đại tráng quát. Xa xa từng Di Ninh và Thạch Tứ Lăng đều đang mỉm cười, bọn họ rất cao hứng như trút được gánh nặng, trưởng tử thành thân, tâm nguyện của bọn họ đã hoàn thành. Tốt, tốt, tốt. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong liên tục gật đầu, miệng tràn đầy ý cười. Tuy rằng tuổi tác càng lúc càng lớn, nhưng ông ta vẫn giữ được tinh thần quát thước, càng lúc càng cường kiện, huyết khí của ông ta vẫn chưa khô cạn, trái lại thể cốt càng ngày càng cường tráng. Cái này có liên quan đến tu luyện, càng liên quan đến hoàn cảnh của thạch thung. Nơi này trồng không ít thần dược, cái gì hư thiên thần đằng, thiên thần thủ, vân vân. Tinh khí dày đặc, thần lực tràn ngập, bồi bổ cho toàn bộ nam nữ già trẻ trong thung. Thạch thung bước vào thời kỳ hồi phục mạnh mẽ, thiên phú càng ngày càng mạnh, chuyện này quan hệ rất là lớn. Bởi vì bọn họ từ trong bụng mẹ cả ngày được thần dược tạo ra tinh hoa bồi bổ, đến khi sinh ra căn cốt thì không cường đại và kinh người sau được chứ nơi động phòng đó là một tiểu viện bị pháp trận ngăn cách người ngoài không thể tiến vào nơi này giống như là thế ngoại đạo nguyên kỳ hoa dị thảo hòn giả sơn chồng chất di leo xanh um một đôi nam nữ từng có quan hệ phức tạp giờ trở thành đạo lữ họ ngồi đối diện với nhau lúc này bọn họ rất im lặng không mở miệng nói chuyện vân hy với làn da nõn nà mỹ ngọc trong mắt có linh khí đang nhìn thạch thạo nàng không có vẻ nhăn nhó của cô gái nhỏ, ít nhất biểu hiện trên mặt coi như là bình tĩnh. Nhưng trong lòng của nàng không như vậy. Trên thực tế, trái tim của nàng đang đập loạn nhịp. Thả Thảo nhìn nàng, hắn hồi tưởng, rất nhiều chuyện xưa đều hiện lên trong tim hắn. Cuối cùng người bạn đời của hắn đúng là Vân Hy. Hắn cảm thán buồn bã, vui vẻ, cũng có mất mát. Tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Trong tim hắn có thương ảnh khác hiện lên, hiện hóa chân thực. Điều này làm cho hắn rung động. Hắn đã đánh tàn chấp niệm, sao bây giờ chúng lại trỗi dậy rồi? Sức người có hạn, làm sao có thể tuyệt tình diệt tính, chém bỏ hết cảm tình và chấp niệm trong lòng được? Thanh y, không phải bổ thiên đạo nói muốn đưa nạn tới hạ giới đoàn tụ với hắn hay sao? Tại sao còn chưa tới? Hỏa linh nhi đâu, nàng ta theo ý niệm trong đầu lại xuất hiện. Thạch thảo bỗng dưng bị chấn động, thần lực kích động, quát một chém cuối cùng, đánh đổi ra sao cũng được Vân Hy ngạc nhiên Đây là đêm tân hung Đạo lửa của nàng đang ngủ đạo sao Tự nhiên ngồi xếp bằng rồi nhắm mắt lại Cứ như vậy mà bế quan Ngày sau đó nàng thấy các chấp niệm của thạch hạo Theo trong cơ thể bay ra ngoài Hóa thành các bóng dáng mơ hồ Tạo dấu vết trong hư không Rồi sau đó chuyển động vườn quanh hắn Ở đó có cây liễu cháy đen đã chết Có cây dâu đỏ cắm rễ khắp nơi trên mặt đất Có thanh y và nguyệt thiền luyện nhất thể trận đại chiến thảm khốc giữa dị vực với biên hoang có đại trưởng lão kết thúc sinh mệnh trong bi tráng có sinh linh hắc ám như thủy triều lớn dâng lên có trận đại thanh toán đáng sợ nhất trong lịch sử chấp niệm quá nhiều cuối cùng những chấp niệm trong cơ thể thạch hạo bay ra đi vào bên trong sau trời thạch hạo bế quan điềm tần hùng hắn không nhúc nhích giống như đã bị hóa thạch giống như là trăm ngàn năm được một ngày nghe thiên địa tụng kinh một tháng sau, khắp tiểu viện trở thành cấm địa không ai có thể đặt chân vào. Mọi người nhìn thấy nơi đó có chí cường đại đạo quy tắc lượng lờ, bao vây thạch thảo ở trung tâm. Hắn giống như là phượng hoàng niết bàn, đại đạo quy tắc trên người dường như chân hoàng linh vũ phục hồi, bàn cho hắn lực lượng giúp cho hắn cường thịnh đến đỉnh phong. Hơi thở của chí tôn! Trở thành chí tôn, tất cả mọi người giật mình, hắn thực sự làm được sao? rất nguy hiểm nha nếu không phải là hắn đã bày trận pháp trước ngăn cách toàn bộ cái tiểu diện với thế giới bên ngoài á thạch Thông sẽ bị nguy hiểm rồi có người tim đập loạn nhịp nói hắn đang khắc chế không có bùng nổ bằng không chúng ta giờ sớm đã gặp nguy hiểm rồi tất cả mọi người rút ra khỏi thôn để lại nơi này lại cho thạch hảo lão tộc trưởng thạch vân phong phân phó Bọn họ quyết định để thạch thôn là một cái bước đệm bởi vì toàn bộ thôn đã hóa thành một đại trận đang kích hoạt là do liễu thần năm xưa bố trí. Ờ, quy tắc kia tự như là dây xích trật tự của linh vũ trần hoàng đang co rút lại và tiến vào thể nội của hắn dường như đang kết kén á. Mọi người nhìn thấy được thạch thạo được một cái lớp linh vũ bao bọc hóa thành một chiếc kén tựa như lần nữa niết bàn được ấp nở và bắt đầu tân sinh. Khí tức của trí tụng hắn thật sự sắp bước lên con đường kia rồi. Hoàng Kim Sư Tử kinh hãi. Hơi thở của Thạch Thảo đang nội liễm, nếu như chúng bùng nổ sẽ tràn ra tạo thành đại trận khiến thiên địa bị lật đổ. Cái này rất nguy hiểm, đối với Thạch Thùng hay là đối với khắp đại hoang, thậm chí đối với hoang vực mà nói, đây đều là chuyện khủng khiếp. Cũng may là nó không tiết ra ngoài mà tinh khí đang nội liễm. Thạch Thảo đang đạp trên con đường chí tôn, nếu thành công hắn phá vỡ thần thoại muôn đời, trở thành chí tôn nhân đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử cùng một ngày này, cũng trong lúc này tại thượng giới đang phát sinh biến đổi to lớn và lan tràn tới cửu thiên thập địa. Các đại lục cổ đang từ từ di động, chúng từng là một thể thống nhất. Ở thời kỳ tiên cổ, vì cuộc đại chiến nên cổ giới hoàn chỉnh bị đánh cho phế mất và phân thành cửu thiên thập địa. Hiện giờ sức mạnh thượng bí hiện lên và dẫn dắt chúng lại với nhau, tự như muốn khép kín lại. Ngoài ra còn có dị biến kinh người hơn nữa đang diễn ra ở thượng giới. Thời đại mạc Pháp muốn tới rồi sao? Trời ơi, thiên địa căng trả rồi. có người sợ hãi hét lớn. hắn tới từ tiên vực là nhân vật cao tầng. thiên địa kịch biến. đại sự khiến cổ kim tương lai phải khiếp sợ đang diễn ra. là người làm hay là thiên tai? là báo hiệu ư? rất nhiều người chứng kinh trong lòng, thần hồn đều đang rung rẩy. hết tập 407. cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachay Radio